Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập vào ngày 1 tháng 6 năm 1957. Nhà xuất bản được giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in ấn và tổng phát hành các loại sách giáo khoa và các xuất bản phẩm giáo dục phục vụ giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trong cả nước, đồng thời phát hành sách và thư viện trường học. Có thể nói con đường học vấn của những con người Việt Nam luôn có sự đồng hành của nhà xuất bản giáo dục và doanh nghiệp này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên mới đây, một cựu thành viên của doanh nghiệp nhà nước này đã bị truy tố vì hành vi nhận quà cảm ơn tiền tỷ. Năm 2017, bị can Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, có quyền quyết định trong việc mua sắm giấy in phục vụ in sách giáo khoa. Để in sách giáo khoa và các loại sách phục vụ cho học hành, cần một lượng giấy rất lớn mỗi năm. Đây là món béo bở cho các doanh nghiệp cung cấp giấy mà ai cũng có thể tìm cách trúng thầu. Và sân chơi ở nhà xuất bản giáo dục vốn đã không sòng phẳng, mà đấu thầu giấy là cơ hội làm ăn của nhóm lợi ích, không phải một vài lần mà đây là chuyện xảy ra thường xuyên. Không sòng phẳng bởi quyền lực của mình, Nguyễn Đức Thái đã chỉ đạo cấp dưới dùng các biện pháp kỹ thuật để loại bỏ hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực. Họ chỉ đưa vào nhà thầu thuộc nhóm lợi ích mà họ đang thỏa thuận. Chiêu trò đấu thầu được sắp xếp trước, quân xanh quân đỏ được chuẩn bị sẵn để hợp thức hóa hồ sơ trúng thầu cho đối tác trong nhóm lợi ích xảy ra nhiều nơi, thuộc nhiều lĩnh vực. Đấu thầu cung cấp giấy ở nhà xuất bản giáo dục chỉ là một trong số đó mà thôi. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 8 bị can về vụ đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị liên quan khác. Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục về tội nhận hối lộ, bị can Tô Mỹ Ngọc, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Phùng Vĩnh Hưng, Nguyễn Chí Minh, giám đốc công ty Minh Cường Phát cùng bị truy tố về tội đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra của cơ quan công an xác định, ông Thái đã nhận tổng cộng gần 25 tỷ đồng để tạo điều kiện cho hai công ty tham gia cung cấp giấy in sách giáo khoa. Cụ thể, vào khoảng tháng 6 năm 2017, trước khi nhà xuất bản giáo dục triển khai việc mua sắm giấy in, bà Tô Mỹ Ngọc đã đến gặp ông Thái, đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện cho tham gia trúng thầu dự án cung cấp giấy in sách giáo khoa, sách bài tập phục vụ năm học 2018-2019. Bà Ngọc hứa hẹn sẽ cảm ơn một cách hậu hĩnh và tất nhiên là được ông Thái đồng ý. Nhờ sự tạo điều kiện của ông Thái, sau khi trúng thầu, ký và thực hiện hợp đồng với nhà xuất bản giáo dục, vào tháng 12 năm 2017, bà Ngọc chuẩn bị 3 tỷ đồng từ quỹ cá nhân. Sau đó bà Ngọc nhắn tin hẹn gặp và ông Thái đồng ý. Bà Ngọc xách túi tiền đến phòng làm việc ông Thái tại tầng 9, trụ sở nhà xuất bản giáo dục quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi vào phòng làm việc, bà Ngọc để túi tiền ở cạnh bàn uống nước và nói rằng bà có chút quà biếu cảm ơn vì ông Thái đã giúp công ty trúng thầu dự án cung cấp giấy in sách. Sau khi bà Ngọc về, ông Thái mở túi kiểm tra và cất tiền vào két sắt ngay trong phòng làm việc. Điều đáng chú ý ở đây là để được vào danh sách tham gia các gói mua sắm và tiếp tục cung cấp giấy in, trước mỗi lần nhà xuất bản giáo dục tổ chức mua sắm, bà Ngọc đều đến nhà ông Thái. Và trong những lần gặp gỡ này, ông Thái đều đồng ý cho công ty của bà Ngọc tiếp tục tham gia chào hàng, cung cấp giấy in. Và kể từ đó, khi ban kế hoạch marketing của nhà xuất bản giáo dục lập danh sách rút gọn các nhà cung cấp được gửi hồ sơ yêu cầu đấu thầu, ông Thái đều xem qua, chỉ thấy có tên các công ty của bà Ngọc, ông mới đồng ý phê duyệt danh sách. Sau khi giúp đỡ nhiều lần, công ty trúng nhiều gói thầu và ký hợp đồng, bà Tô Mỹ Ngọc đều đến phòng làm việc của ông Thái đưa 4 tỷ đồng một năm để thay cho lời cảm ơn. Trong 4 năm kể từ năm 2018 đến 2021, bà Ngọc đã đến gặp ông Thái 4 lần và đã biếu quà cảm ơn với tổng số tiền là 16 tỷ đồng. Trước khi đến gặp, bà Ngọc đều nhắn tin, gọi điện trước để xem ông Thái có tiện gặp mặt hay không. Theo kết luận của cơ quan điều tra cho biết, cách thức bà Ngọc đưa tiền các năm đều giống nhau, thường vào dịp cuối năm hoặc đầu năm dương lịch. Bà tự chuẩn bị tiền vào túi đựng quà Tết, sau đó xách theo túi tiền, một mình đến phòng làm việc của ông Thái để cảm ơn. Ngoài ra, vào dịp Tết Nguyên đán năm 2018 đến 2022, bà Ngọc đều đưa quà biếu Tết 200 triệu đồng mỗi năm, tổng số tiền là 1 tỷ đồng cho ông Thái. Cũng theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2017 đến 2022, bà Tô Mỹ Ngọc đã đưa hối lộ cho ông Nguyễn Đức Thái tổng số tiền 20 tỷ đồng để ông Thái tạo điều kiện cho các công ty của bà Ngọc trúng 13 gói thầu, gói mua sắm với tổng giá trị hơn 2.100 tỷ đồng. Ngoài nhận hối lộ và tạo điều kiện cho công ty của bà Ngọc trúng các gói thầu, ông Thái còn bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền giúp đỡ cho ông Nguyễn Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Minh Cường Phát. Cụ thể, theo kết luận điều tra của cơ quan công an xác định, khoảng tháng 7 năm 2017, ông Minh đến phòng làm việc của ông Thái để gặp và giới thiệu công ty của mình
là đối tác cung cấp giấy cho nhà xuất bản giáo dục vào những năm trước. Đồng thời, ông Minh cũng đưa ra lời đề nghị và được tạo điều kiện cho công ty của mình được tiếp tục là đối tác cung cấp giấy. Công ty này sau đó được đưa vào danh sách dự thầu của nhà xuất bản giáo dục và được trúng gói thầu số 6. Đến tháng 9 năm 2017, ông Minh mang theo một hộp bánh, chai rượu và 400 triệu đồng bỏ vào túi giấy, tiếp tục đến phòng làm việc đưa túi quà cho ông Thái để cảm ơn. Đồng thời, ông Minh tiếp tục đề nghị và được ông Thái đồng ý cho công ty trúng gói thầu số 7. Ông Thái sau đó chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa thủ tục để công ty của ông Minh trúng gói thầu này. Và cũng như lần trước, sau khi nhờ vả thành công, ông Minh tiếp tục mang quà cùng với túi tiền trị giá 2,5 tỷ đồng đến phòng làm việc gặp và cảm ơn ông Thái. Ngoài ra, từ năm 2018 đến năm 2020, để được vào danh sách tham dự và cung ứng giấy in, ông Nguyễn Chí Minh đều đến gặp, ngỏ lời và được ông Thái đồng ý cho tiếp tục tham gia chào hàng các gói thầu cung cấp giấy in. Nhờ sự giúp đỡ của ông Thái mà công ty của ông Minh trúng 3 gói thầu. Người này sau đó cũng đã có 3 lần mang theo túi quà với tổng số tiền 2 tỷ đồng đến gặp ông Thái để cảm ơn. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc, từ năm 2017 đến năm 2020, ông Nguyễn Chí Minh đã hối lộ tổng cộng số tiền 4,9 tỷ đồng cho ông Nguyễn Đức Thái để được tạo điều kiện trúng các gói thầu. Ông Thái khai nhận rằng tất cả những lần đưa tiền hối lộ, chỉ có 2 người trong phòng làm việc của ông nên lúc đưa tiền không ai chứng kiến. Nhận tiền xong, ông đều cất tiền vào két sắt sau bàn làm việc và sử dụng để chi tiêu cá nhân. Quá trình điều tra, ông Thái thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nộp lại 3 tỷ đồng tiền nhận hối lộ, tự nguyện giao tài sản kê biên để khắc phục hậu quả vụ án. Trong khi đó, bà Ngọc nộp lại 19 tỷ đồng, ông Minh nộp lại 2,7 tỷ đồng là lợi nhuận thu về từ các gói thầu năm 2017 để khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài ra, hai phó tổng giám đốc nhà xuất bản giáo dục Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải cùng bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng dù không hưởng lợi ích từ doanh nghiệp mà đều làm theo chỉ đạo của ông Thái để giúp công ty bà Ngọc, ông Minh trúng thầu. Theo kết luận điều tra, ông Bách thừa nhận việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn để tổ chức đấu thầu mua sắm giấy năm 2017 là trái quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện, ông Bách tham gia phê duyệt, ký thang điểm đánh giá nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau khi có kết quả trúng thầu, ông Bách là người đại diện ký hợp đồng mua bán với nhà thầu. Ông Bách không bàn bạc trao đổi với công ty Phùng Vĩnh Hưng và công ty Minh Cường Phát để hợp thức thủ tục trúng thầu và cũng không được hưởng lợi. Đối với ông Lê Hoàng Hải, là người phụ trách ban kế hoạch marketing, đã chỉ đạo ban này lập danh mục, số lượng chủng loại giấy in các gói thầu và thời gian tiến độ cần cung ứng phục vụ hoạt động mua sắm giấy in. Theo chỉ đạo của ông Thái, ông Hải ký nháy thông báo chào hàng, hồ sơ yêu cầu, thông báo gửi các nhà thầu về việc trúng thầu và tiến hành thương thảo hợp đồng. Theo kết luận điều tra, ông Hải không được bàn bạc, không trao đổi về việc công ty Phùng Vĩnh Hưng và công ty Minh Cường Phát được trúng thầu, cũng không làm trực tiếp với nhà thầu, không được hưởng lợi. Chỉ khi có quyết định trúng thầu, ông Hải mới ký thông báo trúng thầu và thương thảo hợp đồng theo chức năng, nhiệm vụ với vai trò phó tổng giám đốc, phụ trách ban kế hoạch marketing. Có thể thấy hành vi nhận hối lộ của ông Thái cũng như là hành vi đưa hối lộ của bà Ngọc và ông Minh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm xấu đi hình ảnh của nhà xuất bản giáo dục nói riêng và Bộ Giáo dục nói chung trong lòng người dân Việt Nam. Do đó, các cơ quan có thẩm quyền cần đưa ra hình phạt thích đáng cho các bị cáo này để làm gương cho những tổ chức, cá nhân khác và phần nào cải thiện hình ảnh của nền giáo dục trong mắt người dân.